Em à, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube Hà Giảm Cân. Như chúng ta cũng biết, thận là một trong những cơ quan nội tạng hết sức quan trọng của cơ thể. Vai trò chính của thận là giúp cho cơ thể của chúng ta lọc đi cái máu bẩn. Và khi mà thận của chúng ta suy yếu, chức năng thận suy giảm, lâu dần sẽ gây ra tình trạng là suy thận và người bệnh phải thường xuyên là đi chạy thận, rất là tốn kém và rất là mệt mỏi. Thế thì video này em à sẽ chia sẻ cho các anh chị 10 cái thói quen rất là hại cho thận. Các anh chị hãy cố gắng là hạn chế những cái thói quen này. Đồng thời em à cũng chia sẻ cho các anh chị những cái dấu hiệu để nhận biết là chức năng thận của chúng ta đang suy yếu. Mình có những cái dấu hiệu này mà xảy ra thường xuyên thì tốt nhất là các anh chị nên đi thăm khám để kịp thời, nếu như mà mình có phát hiện bệnh nào đấy thì mình điều trị sớm thì nó sẽ hiệu quả cao hơn các anh chị nhá. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đến với 10 cái thói quen xấu gây hại cho thận. Thói quen đầu tiên đấy là lạm dụng sử dụng các cái loại thuốc quá nhiều. Hầu hết các loại thuốc thì chúng đều có những cái tác dụng phụ gây hại cho gan và thận. Nên là nếu như mà mình lạm dụng thuốc trong thời gian dài thì chắc chắn nó sẽ khiến cho thận làm việc vất vả và gây hại cho thận của chúng ta. Thứ hai đấy là việc mà chúng ta ăn uống quá mặn. Cái này thì hầu hết chúng ta đều biết rồi, ăn mặn chắc chắn là nó sẽ không tốt cho thận của chúng ta. Tuy nhiên các chị cần lưu ý là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những cái thực phẩm, những cái sản phẩm chúng chứa nhiều muối mà mình không hề hay biết. Nên là khi mà lựa chọn thực phẩm để nấu nướng, để chế biến thì các chị hãy cố gắng lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống thì nó sẽ an toàn cho cái thận của chúng ta hơn. Các chị cần phải lưu ý. Thói quen thứ ba đấy là mình là thường xuyên là uống ít nước. Việc uống ít nước nó sẽ khiến cho thận của chúng ta không đào thải được những cái độc chất gây hại. Nên là mình cố gắng một ngày uống ít nhất là từ 1,5 đến 2 lít nước các chị nhá, để cho cái thận của mình nó có thể là lọc những cái chất độc nó tốt hơn. Và thói quen thứ tư đấy là thường xuyên thức khuya, ngủ muộn, ngủ ít, thiếu ngủ. Khi mà cơ thể của chúng ta có được một cái giấc ngủ đầy đủ thì sức khỏe tổng quát nó sẽ được cải thiện, cũng như là chức năng của thận nó cũng sẽ hoạt động tốt hơn. Nên là các anh chị cần lưu ý là mình nên đi ngủ sớm trước 11 giờ và một ngày thì mình nên ngủ ít nhất là khoảng 7 tiếng các anh chị nhá, để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Thói quen thứ năm đấy là mình ăn nhiều thịt trong những cái bữa ăn. Khi mà chúng ta ăn nhiều đạm động vật thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta bị nhiễm axit này, sản sinh ra nhiều những cái chất độc, chất cặn bã trong cơ thể, khiến cho thận của chúng ta phải làm việc vất vả để đào thải chất độc. Nên là việc mà chúng ta cân bằng dinh dưỡng cũng hết sức quan trọng để tăng cường cái chức năng của thận, các chị cần phải lưu ý. Thói quen số 6 đấy là ăn nhiều những cái thực phẩm chứa nhiều đường, chứa nhiều tinh bột. Những cái thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, mình ăn nhiều những thực phẩm đấy thì sẽ gia tăng nguy cơ là thừa cân, béo phì. Khi mà bị thừa cân, béo phì thì nguy cơ cao là sẽ bị là huyết áp cao này, bị tiểu đường này. Và những người mà bị bệnh lý huyết áp cao và bị tiểu đường thì chắc chắn là chức năng thận cũng sẽ không được khỏe mạnh. Nên là các anh chị cần phải lưu ý. Thói quen số 7 đấy là mình thường xuyên ăn uống ngoài tiệm, ăn uống ngoài nhà hàng. Hầu hết những cái thực phẩm ngoài tiệm, ngoài nhà hàng thì chúng chứa nhiều gia vị này, nhiều phụ gia, chất bảo quản, rồi chứa nhiều những cái loại chất béo xấu có hại cho cơ thể và nó cũng có hại cho thận của chúng ta. Nên là các anh chị cố gắng là hạn chế việc ăn uống ngoài tiệm, các anh chị nhá. Thói quen số 8 đấy chính là hút thuốc. Hút thuốc nó không chỉ gây hại cho phổi và tim của chúng ta mà nó còn gây hại cho cả thận nữa. Nên là các anh chị cố gắng là hạn chế việc hút thuốc này, cũng như là tránh xa những cái khu vực nào mà có nhiều khói thuốc, các anh chị lưu ý nhá. Thói quen số 9 đấy là mình thường xuyên uống, gọi là nghiện rượu, thường xuyên uống rượu. Thì điều này thì chúng ta cũng biết rồi, uống nhiều rượu bia chắc chắn nó sẽ gây hại cho thận. Nên là mình cần phải hạn chế tối đa và sử dụng rượu bia nó có kiểm soát để giúp cho cái chức năng thận của chúng ta được đảm bảo, các chị nhá. Và thói quen số 10 đấy chính là ngồi nhiều. Các khảo sát đã cho thấy là những người ngồi nhiều này, ít vận động thì cái chức năng thận rồi cái sức khỏe của thận nó sẽ kém hơn so với những người mà thường xuyên là chăm chỉ vận động. Nên là mình cố gắng là vận động thể dục thể thao trong lúc mình lao động, mình làm việc. Trong lúc mình làm việc, đặc biệt là các anh chị ngồi văn phòng thì thi thoảng mình đứng lên mình vận động một chút để cái chức năng thận nó hoạt động tốt hơn, cái việc lưu thông máu, tuần hoàn máu nó sẽ diễn ra tốt hơn. Mình lưu ý. Thì đấy là 10 thói quen nó rất là gây hại cho thận. Các anh chị cố gắng là điều chỉnh, hạn chế những cái thói quen xấu này để giúp cho cái chức năng thận của mình nó tốt hơn, đảm bảo cái sức khỏe của thận nó tốt. Các anh chị lưu ý nhá. Tiếp đến, em Hà sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái dấu hiệu để cảnh báo là chức năng thận của chúng ta đang suy yếu. Và nếu như các anh chị mà có những cái dấu hiệu này nó diễn ra thường xuyên thì các anh chị phải đi thăm khám. Bởi vì khi mà chúng ta phát hiện những cái bệnh lý về thận sớm ấy thì việc điều trị nó sẽ hiệu quả rất là cao. Nên là mình có những cái dấu hiệu này thường xuyên thì mình nên đi thăm khám, các chị nhá. Thì dấu hiệu đầu tiên để nhận biết chức năng thận suy giảm thì cái này ai cũng biết, đấy là thông qua cái việc mà chúng ta đi tiểu.
Khi mà chức năng thận suy giảm thì cái việc đi tiểu của chúng ta mình sẽ đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt là tiểu đêm rất là nhiều. Ngoài ra thì nước tiểu nó sẽ có những cái sự bất thường, ví dụ như nước tiểu có mùi hôi này, nước tiểu nhiều bọt này, rồi nước tiểu lẫn máu, thì đấy là những cái dấu hiệu cho thấy là chức năng thận của chúng ta đang bị suy giảm, các anh chị cần phải lưu ý. Ngoài ra khi mà chúng ta đi tiểu thì thường là mình sẽ có tình trạng là tiểu sắt này, tiểu bị đau rát, khó khăn trong cái việc đi tiểu, thì đấy cũng là những cái triệu chứng cho thấy là chức năng thận của chúng ta đang suy giảm, thì các anh chị cần phải đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề mình đi tiểu tiện, các anh chị nhá. Và dấu hiệu thứ hai rõ ràng cho thấy là thận của chúng ta đang suy yếu, đấy là mình thường xuyên là bị sưng tấy phù nề trên cơ thể, đặc biệt là sưng tấy ở cổ tay này, ở cổ chân này, rồi ở mặt này, ở mí mắt này. Khi mà chúng ta bị sưng tấy đấy, mình ấn vào thì sẽ thấy những cái vết lõm rất là rõ ràng. Bởi vì khi chức năng thận của chúng ta suy giảm thì cái việc là đào thải muối dư thừa, rồi đào thải những cái chất lỏng dư thừa ra ngoài cơ thể nó kém, dẫn đến tình trạng mình sẽ bị là sưng tấy phù nề. Nên là những anh chị nào mà thường xuyên bị sưng tấy phù nề thì hãy nghĩ ngay đến cái việc thận của chúng ta đang suy yếu, các anh chị nhá. Ngoài ra một số những cái dấu hiệu như là mình thường xuyên là đau mỏi vùng thắt lưng này, rồi mình huyết áp của mình cao đột ngột. Ngoài ra những cái dấu hiệu như là mình thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt, đấy cũng là những dấu hiệu cho thấy chức năng thận của chúng ta đang suy yếu, các anh chị cần phải lưu ý. Nếu như mà mình thường xuyên có những cái dấu hiệu này, mình nên đi thăm khám để kịp thời phát hiện những cái bệnh lý liên quan, các anh chị nhá. Thì trên đây em Hà vừa chia sẻ cho các anh chị 10 cái thói quen gây hại cho thận, cũng như là một số dấu hiệu để nhận biết là chức năng của thận chúng ta đang suy yếu, các anh chị cần phải theo dõi và kịp thời điều chỉnh lại để bảo vệ cho cái chức năng thận của mình, các anh chị nhá. Và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.